Alo. Lôi hả Lôi? Tại sao giờ này tao ông tao bà còn chưa lên trình sơ ta? Cái gì? Email với Facebook hả? Ta đã nói rồi, mấy cái nước nghèo thì mình không nói, những cái nước giàu như là Nga, Trung Quốc nè, Mỹ thì phải lên trình. Quá anh nhỉ, thiên đình mà vắng vẻ thế này, thế thiên sứ với là Ngọc Hoàng đâu rồi, không lý là đi chơi football. Bà đây nè, Ngọc Hoàng đây nè. Oh, good morning Ngọc Hoàng, how are you? What's up, khỏe không? Dạ khỏe. American Apple. Dạ. Wow, phi thuyền ông lên đây nhanh thiệt à. Dạ con lên đây từ tuần trước đó Ngọc Hoàng, nhưng mà con ghé Pasadena coi đại nhạc hội Hoa Hồng. Nhưng mà con cũng phải ráng thu xếp lên đây để chỉnh sửa cho nó on time. À, good, good, good. Rasita liapani karus bam lali tiu mikinari koi vikachi ana vikachi osa na viso tiu mikinari koi. Hey, bầu vừa ra dây người ta sẽ kêu là dây bầu, bầu rửa vừa ra bông người ta sẽ kêu là bông bầu, bầu nấu xôi bó tôm khô người ta kêu là canh bầu, mấy con bụng to người ta sẽ kêu là bụng bầu. Rasago. À, Gimonot Rasa. À, Rimonot, Rimonot. Ngọc Hoàng. Ủa sao giống danh hài Thúy Nga quá vậy? Dạ, Thúy Nga nó xấu hơn con. Dạ, con tên là Thúy, sống ở nước Nga. Con đại diện Táo Nga qua đây trình sớ Ngọc Hoàng ạ. Thúy ở bên Nga? Dạ. Bên Nga giờ này lạnh lắm phải không Thúy? Dạ, lạnh lắm. Tao nói mùa đông ở bên nước Nga, tao nói tuyết nó ngập lên tới... Dạ, không có tới nách. Mà hả, con thì điện nước ga đầy đủ, nên con phục vụ sưởi ấm hết cả mùa đông, thậm chí còn cung cấp qua nước Pháp và các nước châu Âu nữa. Oh, good morning, Rosa, Apple, how you doing? Good, good, thiếu kèn, thiếu kèn. Thiếu đâu mà thiếu, đưa kèn con cho ba thổi đi. Dạ, không, thiếu kèn là thén kiều đấy. Cái kèn cha này bự chà bá, con thổi chắc con chết rồi. Nói chung là nhìn cái kèn của anh em xin lỗi em chịu không nổi. Thiếu kèn là thén kiều. À, dạ. Tại vì tiếng Nga hay viết ngược. Dạ. Nên dạ. Hãy tiếng Mỹ mà nói lái ngược lại là tiếng Nga. Yeah. Ngọc Hoàng so smart. Ngọc Hoàng mà. Dạ. Dạo này anh Obama với Putin còn cãi lộn nữa không? Dạ không có đâu, cãi lộn thôi, cãi thiệt mà. Cái bà này hay thật, người văn minh người ta không gọi đó là cãi lộn, người ta gọi là hội đàm. Cãi lộn. Hội đàm. Cãi lộn. Hội đàm. Tôi nói là cãi lộn nghe chưa, tôi nói là cãi lộn, tôi thích cãi lộn. Cái bà này hay thật đấy, mềm mại như thế đấy, cười cười nói như vậy đấy, nhưng mà đêm về là sách hỏa tiễn bắn người ta, phải không Tao Nga? Nè Tí Mão, em quên lộn, tao Mỹ. Đừng có vu khống cho người kẻ gian mà nói oan cho người có tội nghe chưa. Ông là Táo Mỹ, ông bự con như vậy á, ông đừng có ăn hiếp đàn bà phụ nữ người Nga chúng tôi. Ở Mỹ đàn ông á, đàn bà là phải lady first đúng không? Đừng có vu khống như vậy nghe chưa. Thôi được rồi. Dạ. Cãi nhau như là cái chợ trời vậy. Ở dưới bắn quả tiện chưa đủ hay sao? Lên đây mà phun bọt phun nước ướt cả trời à. Dạ con đâu có phun bọt phun nước gì đâu Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng ơi, những giọt nước bọt rơi là những giọt lệ ngọt ngào. Bởi xa cơ nơi chiến trường thọ tiên, nên gió đánh nghe sao? Dạ, lộn bài rồi bà ơi. Phải không? Lộn hả? Dạ, không biết mà. Ngọc Hoàng ơi, coi chừng Mỹ nhân kế đó, Táo Nga dùng Mỹ nhân kế đó. Mỹ nhân kế à? Dạ. Nhưng ta khoái. Mọi lúc ta vui thì bầu trời sẽ đẹp. Dạ. Những lúc ta buồn thì trời sẽ đổ những cơn mưa. Đúng rồi, người ta có câu trời có lúc nắng lúc mưa. Con gái lúc mưa lúc nắng. Con gái nói một là hai. Em Nga nói sao cũng được. Dạ. Bẩm Ngọc Hoàng cho con xin phát biểu ạ. Dạ. Cái gì nữa? Dạ, giữa chốn thiên đình con đề nghị Ngọc Hoàng nên nghiêm chỉnh tí xíu ạ. Cha nội nghiêm chỉnh tùy năm cha nội. Năm nay năm con dê,
phải để cho Ngọc Hoàng thả dê, nhe răng dê ra đốt chứ. Nga hiểu ý trời đó. Dạ. Ý trời mà ai dạ. dám cãi. Thôi chắc tấu tàu á. Cái này tung chỗ rồi nha. Tao tàu lá tới à lời à. Y hoàng quan quan sợi, quan sợi quan quan sợi. À, trái na apple, ni hao, ni hao. Ủa tao tàu à. Good morning à. Good morning. À. Good morning anh tao vậy. Trái na apple, good morning. American apple, cái này là Russia apple. Good morning. Lý Hào, ni hao. Ni hao, Lý Hào, có bánh bao không móc cho ăn à? Cái này không có, có lem lên nhiều lắm, một chút nữa lãi nha. Vậy hả? Ai dạ? Đã lâu lắm rồi không về thăm lại cái bến tre. Đã lâu lắm rồi không về đi qua cái cầu dừa. Dạ con chào Ngọc Hoàng. À, táo vàng bạc đá quý đây à. Dạ không, con táo Việt Nam ở Bến Tre. Ôi Ngọc Hoàng quên con rồi hả? Năm ngoái trước khi về con có gửi lại cái phong bao bì dày dày đó Ngọc Hoàng nhớ không? Táo Việt Nam Bến Tre phạm dạ, thượng. Dạ con làm gì phạm thượng Ngọc Hoàng? Tại sao mi mặc bộ đồ màu vàng đó là của ta mà. Dạ, dạ con xin lỗi Ngọc Hoàng. Dưới đó nhà con không có cái gì hết đó Ngọc Hoàng. Chỉ có hộp xoàn với là vàng thôi à. Mà có bao nhiêu con quất lên hết trên đây đó. Nhưng mà lên đây con mới dám bận á. Chứ ở dưới đó trời ơi chắc nó chém con ra ngàn mảnh. Nó cướp sắt mà nó cướp cổ nữa. Không cảm, không cảm. Dạ, oh, dạ chào anh hai. Chào cái gì chứ, dạ. Mình đi chung mà. Dạ, oh, chào chị ba. Dạ. Chị Nga nha, chị Nga. Dạ chị nghe. Ồ anh Tâm đâu? Ok xa lén. Ok ok. Dạ okay, okay. Dạ. Dạ thưa Ngọc Hoàng. Dạ năm nay con cũng có cái gói vuông vuông con tặng Ngọc Hoàng. Vàng. Dạ cái vỏ ngoài bọc vàng thôi. Chứ trong là mứt dừa. Đặc sản của Bến Tre mà. Dạ con nạo cả đêm mới được một gói đó. Dạ. Trời ơi. Tụi nó ăn phải chứ. Tôi vừa nhìn cái hàm răng của ông tôi biết ông là người Bến Tre rồi. Ủa đại gia mà tặng mứt dừa vậy thôi đó hả? Dạ cái lòng vậy thôi. Mà nạo cả đêm được có gói vậy thôi đó hả? Dạ có gói à. Cũng may à, ông mà nạo nguyên ngày không biết cái răng ông đưa ra tới đâu à. Tôi nói cái thằng cha này là hối lộ chuyên nghiệp rồi. Với Ngọc Hoàng mà còn hối lộ rồi đấy. Ừ, hối lộ. Cái này Tết nhất tận tặng cho Ngọc Hoàng vui mà. Dạ Ngọc Hoàng vui nhận đi Ngọc Hoàng. Thôi được rồi. Dạ. Táo Việt Nam lên đây bằng phương tiện gì? Dạ, dạ con đi có gian chung với anh Táo Tàu. À, vậy mà tôi tưởng đi bộ chứ. Dạ không có, đây là đại ca của con. Chứ còn nước con làm gì có phi thuyền mà bay. À. Dạ, nhà nước cũng có kế hoạch là sẽ chế phi thuyền. Nhưng mà nghe đồn đâu tới 5-3 ngàn mới chế xong. Ôi, ôi, mèn ơi. Dạo này ta nhìn thấy nước Việt Nam cũng giàu có lắm à. Dạ đúng. Rất là nhiều đại gia nè. Dạ đại gia cũng có mà đại bác nó cũng nhiều. Dạ nó nổ không à Ngọc Hoàng. À, nhưng mà ta thấy là có nhiều massage nè. Dạ nhiều sauna nè. Dạ nhiều quán bar, nhất là nhiều quán nhậu nữa. Trời ơi nói cái vụ ăn nhậu là tao nói không ai bằng Việt Nam mình, nó số 1. Trời ơi tao nói đẳng cấp quốc tế. Cái số lượng mà bia tiêu thụ bia rượu đó Ngọc Hoàng là đứng nhất đó Ngọc Hoàng à. Mới đây đi Việt Bắc Cam còn phải vô mà bán rượu nữa đó Ngọc Hoàng. Cha yeah. Vô duyên chưa từng thấy. Tưởng khoe cái gì thành tích ăn nhậu bia rượu đứng số 1 thế giới. Dạ. Nghe tôi khoe này. Khoe gì anh? Hương Ngọc Hoàng con bỏ thuốc lá 3 năm rồi đó. Trời, trời, trời ơi cha táo Mỹ này chắc họ lãng tên ngách nè. Nó bị liên rồi. Nó liên quan gì trơn à. Chẳng liên quan gì hết, nó bị liên rồi. Nhưng mà dạ. Dạo này ta thấy Việt Nam cũng đang nhiều công trình đang xây dựng lắm à. Dạ đúng luôn. Trời ơi Việt Nam mình xây dựng nó cũng có mà xây cất nó cũng nhiều. Dạ. Nói bậy nữa. Xây dựng với xây cất thì nó là xem thôi. What a different. Khác hẳn. Khác thế nào? Trời anh nghĩ coi. Bây giờ mình xây dựng thuần tí thì lấy cái gì mà ăn nổi. Mình là phải sao? Xây cất nó mới đọc. Là sao? Nghĩa là mình xây phân nửa cái mình cất phân nửa. Cái mình xây phân nửa cái mình cất cho tôi phân nửa. Trời ơi mới có cái để ăn. Trời ơi. À tôi hiểu rồi.
Vậy là nhiều nước mà viện trợ về là coi như ông xây nữa, ông cất vô nữa đó, phải không? Cái đó không biết chừng á, tùy theo nước nào cho nhiều thì nó cất nhiều á. Dạ. Thôi, cái đó nó đã show trên computer của trời hết rồi. Có hả? Computer ở lâu vậy? Computer ở lâu vậy? Ngọc Hoàng. Đâu đâu Ngọc Hoàng? Computer trời mà mắt phàm các ngươi làm sao thấy được? Bởi vì là thiên cơ. Thiên là trời, cơ là mái, nên ta mới có câu thiên cơ bất khả lậu à. Nè, thiên cơ bất khả lậu á, ý của ông nói bây giờ coi như là mái của nhà trời là mình không có bán in bán lậu được đó. Yes, giờ mình tính bán lậu á. Nè, sao con người của ông á lúc nào cũng nghĩ chuyện bán chui bán lậu vậy? À, bày quá. Mai mốt mà có bán chui bán lậu á, dạ rủ tôi hợp tác với nhau. Con lạy hai ông bà thôi. Dạ. Mấy của chơi là tối tân lắm. Ừ. Đúng không? Nói là high technology mà là. Ây da, cái gì lị lôi tôi tần chứ. Lị biểu nó lưu cho ngộ đi. Một tháng sau à. À mà không à, một bữa ngộ, một mà ngộ có cái hàng nhái y chang vậy. À. Mà phải cho ngộ để cái chữ Made in China giống vậy ngộ mới chịu. Vi phạm tác quyền. Hay. Cái này là vi phạm tác quyền. Tác phạ, vi phạm tác quyền gì chứ. Ngộ là thiên tử hay là con của trời. Trời cho, không có tính tiền tác quyền á. Thôi, ngươi đừng có hòng. Trời đã bắn cái cô trời vô đó rồi. Cái cốt trời đó không có lậu được đâu. Ây da, ngộ bó tay à, ngộ thua ông trời rồi. Ngọc Hoàng hay quá, năm mà quanh là Ngọc Hoàng. Trời mà làm sao thua đất được. Không phục. Thôi, hết giờ rồi, chỉnh sớ lên đi. Dạ. Chỉnh sớ vậy. Không, tôi tới trước à. Kinh bẩm em dành nữa là kinh bẩm Ngọc Hoàng, nước Mỹ mùa màng cũng tương đối khá, nhân tình khỏe quá, khắp các tiểu bang buôn bán làm ăn có nhiều thuận lợi, vừa vào bảo hiểm Obamacare, dân nghèo khỏe re hưởng nhiều benefit, từ đứa con nít cho đến cụ già, tiền khỏi đóng ra mà còn được lại. Nhà giàu thương mại thì lại chán vèo, không hưởng đồng nào, thuế cao nhiều chỗ, chính phủ bù lỗ những khoản chống to, vì phải còn lo vấn đề quân sự, lính Mỹ tham dự đánh trận miền xa, dẹp loạn quân ma quốc gia Hồi giáo, quốc hội nhốn nháo ngân sách đột dần, phải vướng nợ nần của anh tao chết. Hay giờ phải rồi à. Ông à cũng mệt là gì, chính phủ mình thay đổi lên tình dân tình khốn khổ, Âu Châu nhiều chỗ thái độ bất hòa, quốc hội rầy rà bu tinh thao túng chia quyền manh mút để dễ ra ngoài, kiểm soát trong ngoài giật dây chính trị, muốn làm anh chị các nước Đông Âu vũ khí làm giàu, ai mua thì Nga bán Urai mua đạn quả tiễn phòng không, nước nào đụng ông là ông bắn chết. Lúc nào cũng muốn bắn hết trơn. Băng giả mà chết cái gì chứ. Tới phiên tao chẹt là kính phẩm Ngọc Hoàng, Lầu Lâm Dương lệch là ngày tam thăng ba mây bài Malaysia, ba con số 7 239 hành khách A Châu, không biết bay lâu mà bay mất dạng, khiên ca ngao lưu các bạn phải ra sức đi tìm, nhưng vẫn im lìm mà chìm trong tuyệt vọng. Dạ, nước Việt Nam con cũng bỏ cả bạc tỷ ra phụ đi kiếm đó Ngọc Hoàng. Thế à, dạ, xin nhân tấu à. Trời ơi. Sữa táo quân về mà nhỏ xíu mà dài thồn vậy chứ. Sao của ông dài quá vậy ông? Dạ nhỏ mà nó có vỏ. Dạ con xin dân sớ à. Dạ chuyện buồn Hàn Quốc ở trên một chuyến phà, cha mẹ ông bà cho con đi nghỉ mát, học sinh ngơ ngác tới đảo Chi Chu, tàu chạy êm ru trên vùng biển rộng, bỗng nhiên biến động đụng phải đá ngầm, trời đất tối sầm mà phà chìm mà nguy khốn, 13-14 tuổi nhỏ Quảng Trinh, máy gọi truyền tin khẩn trương cấp cứu, trở tay không kịp nước cuốn phà chìm, người chết khó tìm mà nhiều không kể xiết. Cái gì lý cười á? Ê, anh Tám cậu, cái đặc giá này vô duyên ớn luôn. Anh sẽ đó, cái chuyện nước ông Tông cùng đi báo cáo, ông mang chuyện Hàn Quốc Hàn Thùng ra đây ông báo lại cái gì?
Anh không ủng hộ nha. Bây giờ Việt Nam tôi theo thích theo cái phong cách Hàn Quốc, đúng không? Tụi tôi thích ăn Hàn Quốc, ngủ Hàn Quốc, để tóc Hàn Quốc, coi phim Hàn Quốc. Nói chung là tụi tôi thích quốc rồi Hàn, Hàn rồi quốc. Nói chung không biết như thế nào là Hàn Quốc, chứ tôi thấy nhìn ông là tôi thấy ông giống Hàn gió đá lắm. Bây giờ Ngọc Hoàng ơi, bây giờ cái người Việt Nam này không có còn coi phim Tàu nữa. Nó bỏ phim Tàu của Ngộ rồi, nó coi phim Hàn Quốc thôi. Không nói chung là tôi thấy là người Việt Nam nhiều chuyện quá. Nói chuyện không liên quan gì nước mình hết trơn. Em xin lỗi, em nhiều chuyện. Dạ, em không nói chuyện Hàn Quốc nữa, em nói chuyện Việt Nam của em được không? Dạ, dạ, chuyện Việt Nam đây. Dạ, tới chuyện Việt Nam, ông Tập Cận Bình. Hay ông Tập Cận Bình là của Ngộ mà, sếp của Ngộ mà. Nhưng mà nó có liên quan đến nước em. Vậy hả? Lôi cho đi. Em nói được không? Lôi đi, lôi anh đi. Ai kỳ quá à. Dạ, ông Tập à, Cận Bình đầu hè tháng 7, ngứa mình ngứa mẩy đẩy những giàn khoan, sắp lớp à, văn hàng biển đông mà dậy sóng, với nhiều tham vọng chiếm hoàng trường xa, lưỡi bò đưa ra Việt Nam em lo sợ, lên tiếng à, la làng, Trung Quốc à, ngang tàn dở trò xâm lấn. Ngọc Hoàng, xử đi Ngọc Hoàng, xử đi Ngọc Hoàng. Sự cái gì chứ? Cái liền Ngộ nói cho liền nghe là cái gì à, có cái chữ Sa đó là của Trung Cộng hết hả? Bây giờ Trường Sa là Hoàng Sa là Cần Sa là Ngộ lộn, không phải Cần Sa là của ông Lầy. Rồi cái Sưng Sa là Lục Tàu Sa là Hằng Hà Sa là bay đó, bay bay à, Hằng Hà Sa là của anh đâu ông nội. Dạ, Ngộ lộn anh nói hơi nữa chắc em lấy cà sa em uống cho anh luôn quá. Không phải hột vịt hột ngà còn lộn huống chi Ngộ lên. Nhưng mà Hoàng Sa với Trường Sa có cái bản thương mại lần vàng mà. Biết đâu giấy đó là giấy giả ông nội. Bây giờ cái gì mà ông nội không làm giả đâu, nói tôi nghe. Ai da lị chọt Ngộ hoài á. Không không, nhưng mà em thấy anh chọt đúng. Luôn cái gì chưa? Anh chọt đúng, em nói cái này nè. Cái giấy thỏa thuận đó đó, đâu có ai kiểm chứng đâu đúng không? Yes. Bây giờ mấy ông cho nội cho na là coi như ổng giả hết. Ngọc Hoàng nghĩ thử coi. Bây giờ nè, hủ tiếu ông cũng giả nè, mì giả nè, gạo giả nè, trứng giả nè, thiếu điều táo cũng giả luôn. Đừng có giả, cái này táo thiệt à, không phải táo giả à nha. Không, có chức phận lần hoàng á. Không, anh là thiệt, nhưng mà apple của anh là giả. Táo của anh làm giả. Nè, Ngọc Hoàng nghĩ thử coi. Bây giờ nè, thức ăn nè, ổng bỏ đồ ba cái thực phẩm đồ vô trong đó. Rồi Ngọc Hoàng nghĩ thôi coi, rau cải mới có trồng hôm qua, cái hôm nay ổng đem ra ổng bán liền à. Hay à, lý gì lý hỏi mấy cái lứa hải quan của lị lý chứ. Tại Ngộ cho tiền nó mở cửa cho Ngộ vô mà, chứ đâu phải vô phi đâu. Nhưng mà ba cũng phải nghĩ đến sinh mạng con người chứ ba. Hay à. Ôi nói gì nói chứ, tôi thấy cũng lỗi tại ông Việt Nam là thích mua rẻ. Trời ơi, sao mà năm nào sớ cũng buồn hết trời. Ta biết phải làm sao cho nhân loại bớt kêu trời. Đau xót lòng ta chẳng nói được nên lời. Ông trời ơi, coi cái gì mà lôi cả thế giới này à, lang sợ chạy la. Táo đầu đứng có ba hoa, hoa kỳ không sợ đứng ra giải hòa. Tanh kiều anh Mỹ của em, cho em nấp bóng đi về bình yên. Ây da. Dạ, cho em nấp bóng đi đại ca. Dạ. Không phải khen chứ, tôi thấy bốn ông ca cải lương á, là tôi thấy ba ông này á, là ca được nè. Riêng cha này đứng theo ngành cải lương nha. Ông ca tới đâu là người ta ném đá tới đó đó. Trời ơi, cái giọng gì mà đi đòi đi thi Vista vô trung tâm tiếng Nga ca với Hương Thủy. Gan thiệt à. Còn chuyện gì nữa, tiếp tục đi. Dạ con. Trời ơi. Lừa dành nữa, để tôi báo cáo nhiều quá nè. Thế giới khổ vì dịch bệnh Ebola là nhiễm lan xa chết người vô hạn. Có cô họ Phạm tên gọi Nina nhiễm bệnh Ebola vì cô là y tá, bác sĩ thương quá bệnh viện Maryland chưa trị thuốc men giúp cô lành bệnh. Obama cho lệnh rước tới White House, tình cảm dạt dào ôm hôn quý mến. Hey.
Nhưng vui thì ít, ra nạn khổ thì nhiều, vì trên thế giới còn lắm thiên tai, động đất sóng thần bão giông lửa cháy. Ngọc Hoàng xem xét giảm bớt cho con, nhờ nạn đói nạn nghèo còn tràn lan thế giới. Tại vì kiếp trước phá rừng xuất biển, thử bom nguyên tử nên bây giờ ta không thể cứu được nữa, hậu quả phải đành thôi. Trời không cứu nổi. Ý của Ngọc Hoàng nói bây giờ là con người của mình là phải biết lo tu tâm dưỡng tánh. Bởi vì con nói thiệt với Ngọc Hoàng, dân Việt Nam con bây giờ làm phước làm thiện dữ lắm đó Ngọc Hoàng. Bây giờ ta có tiền là người ta cất tiền. Không, dạ có tiền là mình cất chùa. Trời ơi, ta nói tuần nào cũng văn nghệ gây quỹ xây chùa, anh em ca nghệ sĩ con đi hát mà mệt nghỉ luôn vậy đó. Thôi con hứa với Ngọc Hoàng bây giờ coi như là mình phải tu ta bớt cái tánh tham, đúng không Ngọc Hoàng? Đúng. Dạ, bỏ cái tánh tham. Bây giờ tới ngộ là tới ngộ còn một chỗ là còn ngộ tu tiếp đó là dạ bẩm Ngọc Hoàng, có nước Ukraine mua quả tiễn băng máy bay dân sự, băng chẳng thương tình người dân vô tội, thế giới nghi tình anh Nga xuôi bậy. Ai, xin đừng nói vậy, chưa biết thật hư, Nga vốn vô tư, Nga không có tội, quả tiễn Nga bán ai bắn mặt ai, Nga vẫn giả mai đứng ngoài pháp luật. Còn cái chuyện vàng Hồng Kông thì sao? À, Hồng Kông biểu tình loài tự do bầu cử, Bắc Kinh cự lự làng ấp nhân quyền, có một sinh viên lầy lòng nhiệt huyết lưng lên lãnh lậu với trẻ Hồng Kông, chàng vua so quân kết ta loạn tranh lốc, cả chục ngàn người lông quá trời lông. Ông ơi, ông đọc là đông quá trời đông, ông đừng có nói lông quá trời lông. Thì ngộ nói đông quá trời lông, thì ngộ nói lông quá trời lông, tại cái giọng ngộ vậy mà. Thôi thôi được rồi, để tôi làm cú này nữa nè. Bầu cử nước Mỹ dân biểu tiểu bang, người Việt hải ngoại cũng thật là vẻ vang, sánh bước hiên ngang vào đường chính trị, có rất nhiều vị đắc cử rình rang, nghị sĩ liên bang hàng đầu dân biểu, đó là dấu hiệu sức mạnh cộng đồng, người Việt một lòng thương yêu đoàn kết. Như vậy thì tới phiên Ngọc Hoàng ta cũng có sớ cho các người. Sớ Ngọc Hoàng hú hồn. Ngọc Hoàng mà, các táo nghe tao nói nè. Dạ. Tao Mỹ, tao Nga, tao Tàu, tao Việt. Dạ. Đừng nên phân biệt chủng tộc màu da, nhân loại một nhà cùng nhau hòa hợp, đừng nên xung đột gây hấn chiến tranh, chứ có giật giành chủ quyền nước khác, hãy nên bảo vệ thế giới tự do, nước no ấm dân tình ấm no. Dạ con xin thưa dạ, hết năm giáp ngọ ất mùi lại sang, kính chúc bà Ngọc Đế long thể an khang, trời đẹp vẻ vang bao trời mà vũ trụ, hoa sừng hé nụ Tết đã đến mừng vui. Con mừng tuổi mẹ chúc Tết ông bà, tuổi trẻ tài hoa học sinh lỗi lạc, đỗ đạt thành danh lộc mới nên cành đón chờ tiến sĩ. Ai chúc cho thế giới vạn sự bình an, kinh tế huy hoàng muôn nhà no ấm. Thôi đến giờ tao thành dũng lùi, Ngọc Hoàng hưởng xuân tràn ý xuân. Mời táo thần lên đường bình an, xuân nha. Ngọc Hoàng vui đất trời xinh tươi, muôn lá hoa sắc hương rạng ngời, lạy trời ban đức ân thiên hoàng, cho thế gian sống trong thanh nhàn, cần cầu chúc năm mới dễ dàng, lòng cầu chúc vui xuân. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần trình diễn Tiếu Vương Hội hôm nay, chúng tôi mời quý vị thưởng thức, chúng ta gọi là tấu hài mà lát nữa chúng tôi sẽ bàn tới, phần trình diễn đầu tiên, và xin quý vị dành tràng pháo tay để đón chào sự trở lại của Quang Minh và Hồng Đào. Giờ đây, chương trình talk show với
mà là vâng ạ. Xin kính chào quý vị khán giả, rất là mừng được gặp lại quý vị khán giả hôm nay. Hôm nay trong chương trình talk show hội thoại thì Ma Đàm Moon tôi quên nhắc tới cái tên Ma Đàm, tôi mới nhớ dạo sau này là tôi nhận rất nhiều thư gửi về hỏi là tại sao tôi có cái tên là Moon. Moon có phải là M-U-N Moon hay không? Tôi xin giải thích như thế này ạ. Thật sự tên Việt Nam của tôi là Nguyễn Thị Nguyệt. Khi mà qua nước Mỹ thì khi đi làm hãng thì Mỹ nó gọi những Nguyệt không được, suốt ngày nó cứ Nguyệt 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 Nguyệt. Thậm chí có người gọi tôi là Nguyệt Ngu nó mới chết chứ. Đâm ra tôi mới đề nghị là tôi nghĩ là phải đổi tên cho dễ gọi. Mà Nguyệt á, có nghĩa là trăng, mà trăng á, tiếng ngoại quốc tiếng Anh có nghĩa là Moon. Đấy, cho nên là tôi có cái tên Moon từ đấy. Mỹ nó dễ gọi mà trong khi là tôi không mất ý nghĩa cái tên mà cha mẹ đặt cho ạ. Vâng. Và đây là cái chuyện nhỏ thôi, còn cái chuyện lớn hôm nay đó, tôi ra đây để hôm nay để bàn thảo với tất cả các quý khán giả, nhất là hôm nay rất là đông khán giả chị em phụ nữ, bởi vì chuyên đề hôm nay bàn thảo về vấn đề nghĩa là hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Vâng, cái vấn đề này bây giờ nó đang nóng bỏng lắm, bởi vì là từ cái ngày mà giá vé Việt Nam nó sale rẻ quá, đâm ra là các đấng ông chồng của chúng ta cứ về Việt Nam, đâm ra hạnh phúc gia đình của chị em phụ nữ nó cứ điên loạn lên. Thì các ông cứ bảo là quê hương là chùm khế ngọt, nhưng về thì chẳng bao giờ tìm khế, toàn là tìm cam với bưởi không à. Đâm ra nó vâng. Chị em phụ nữ chúng ta thống ý ngay cái chuyện hôn nhân gia đình, nhức đầu vì các ông cứ suốt ngày đi tìm cam với bưởi. Vâng. Thế thì cho nên là hôm nay đó, cái vấn đề nó rất là nóng bỏng nên tôi mới cố gắng tôi mời được một cái người với đầy đủ tài năng và kiến thức cũng như kinh nghiệm để giải quyết cái vấn đề hôn nhân hạnh phúc gia đình cho quý vị chị em phụ nữ chúng ta hôm nay. Đó là tôi xin giới thiệu, đó là giáo sư tiến sĩ tâm sinh lý khoa học đời sống xã hội Võ Phiêu, gọi tắt là Dr. Phiêu. Vâng. Thế thì trước khi mời giáo sư ra đây thì tôi có một vài cái tóm lược về cái tiểu sử cho quý vị hiểu rõ một tí về giáo sư. Thưa là giáo sư sinh tại cái là miền Nam Việt Nam. Từ nhỏ thì giáo sư sinh ra trong một gia đình gồm có 7 chị em gái. Cha mất sớm cho nên giáo sư lớn lên trong tình thương của bà nội, bà ngoại, má với 7 chị em gái. Đâm ra là giáo sư có cơ hội tiếp xúc với phụ nữ từ nhỏ ạ. Lớn lên năm 8 tuổi đó, giáo sư đã có một cái coi như là một cái khả năng đặc biệt là thích nghiên cứu những đường cong và đường thẳng của phụ nữ. Rồi coi như lên năm 12 tuổi thì gia đình gửi vào nội trú mà lại gửi lộn vào trong nội trú nữ. Đâm ra là giáo sư lại có cơ hội để nghiên cứu thêm về tâm sinh lý phụ nữ. Thì nhờ có năng khiếu đó thì lớn lên giáo sư mới quyết định học và thi và đậu bằng cái là tốt nghiệp xuất sắc cái bằng coi như là tâm sinh lý tại Đại học Hạc Vạn về tâm sinh lý phụ nữ. Tuy là rất là dành tâm sinh lý phụ nữ nhưng mà giáo sư đã 3 lần ly dị vợ. Và trong những cái quãng đời đấy thì giáo sư có xuất bản một số sách và có một số sách rất là bán, rất là chạy. Và đây là một cái cuốn gần đây nhất tôi xin giới thiệu, đây là cái cuốn của Dr. Phil. Vâng. Cuốn này coi như là bán chạy nhất hiện nay. Cuốn có tựa đề là Đi sâu vào quần. Tôi xin lỗi. Sao giáo sư lại ra cái cuốn này mà cái này cái nhà in nó bậy quá. Vâng tôi xin lỗi ạ. Cái này tại vì nhà in ạ. Đây không phải là đi sâu vào quần mà là đi sâu vào quần chúng ạ. Vâng. Và kính thưa quý vị, bây giờ thì xin quý vị cho chúng tôi một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón Dr. Phil. Bà đúng là Ma Đàm Moon. Sao? Mặt bà lúc nào cũng sáng như là trăng rồng vậy đó. Vâng, cảm ơn ông. Mà đặc biệt khi tôi ôm, hình như trong người bà nó toát ra một cái hương vị gì rất là đặc biệt. Hương vị gì ạ? Một hương vị rất là đậm đà quê hương. Trời ơi, giáo sư nói sao ạ? Giáo sư nói là tôi có một hương vị đậm đà quê hương ạ? Dạ. Trời ơi, thật đúng là tôi thật là tâm phục khẩu phục giáo sư đấy. Đúng giáo không? Sư, vâng, giáo sư dành tâm lý phụ nữ quá. Vâng, thưa với quý vị khán giả là hôm nay tôi đúng là có mùi vị quê hương vì sáng ra vừa ăn một tô bún riêu đầy mắm tôm mà chưa đánh răng ạ.
Vâng vâng, hay bà quá. Vui thắng quá. Vâng vâng, thôi thì chúng ta không có thời giờ nhiều, chúng ta vào ngay chương trình ạ. Yeah. Thế thì cái câu mở đầu tôi xin hỏi là dạo này cái công việc làm ăn của giáo sư như thế nào ạ? À, nếu như bà hỏi thì tôi cũng xin trả lời. Vâng. Và kính thưa quý vị, cũng nhờ là khách hàng thương thì văn phòng chúng tôi càng ngày khách hàng đến càng đông. Vâng. Đặc biệt nhất là các chị em phụ nữ. Và đúng đúng. Cho nên đáp lại tấm chân tình đó thì tôi có mở thêm 3 cái dịch vụ để mà phục vụ các chị em. Ô lại 3 thêm dịch vụ, giáo sư có thể nói cho quý khán giả. Dạ, cái dịch vụ đầu tiên á là tôi mở thêm một cái dịch vụ chuyên bán về khô bò. Dạ. Dịch vụ thứ hai là chuyên bán về dược thảo tình yêu. Còn dịch vụ thứ ba là chuyên bán thẻ điện thoại gọi về Việt Nam với 19 cent một phút. Yeah. Sao mà văn phòng giải quyết tâm sinh lý phụ nữ mà lại cả khô bò với lại phone card, thế thì giống như cái tiệm chặt phôi còn gì nữa. Cái tôi thấy chả có gì liên quan tới cái gì cả. Không, tôi làm ăn cái gì tôi cũng có suy nghĩ tính toán hết á. Oh. Số là như vậy, tại sao tôi mở cái dịch vụ chuyên bán về khô bò? Tại tôi thấy đa số các bà tới văn phòng tôi á, bà nào bà nấy cũng gặp vấn đề về gia đình hết. Đúng rồi, rồi. Cho nên mỗi lần tới tôi như bao nhiêu bầu tâm sự xả ra hết. Vâng. Nhiều bà xã 8 tiếng đồng hồ chưa hết luôn. Cho nên sao giờ tôi giới thiệu ăn khô bò. Bà ăn khô bò nhai mỗi miệng, nhổ mỗi miệng sao nói. Đúng rồi. Bây giờ tới lúc mấy bà mệt tôi nói. Còn cái thứ hai là tôi mời mua về dự thảo tình yêu. Vâng vâng. Dự thảo tình yêu là gì? Là xông nhung bổ hảo hạng. Tôi giới thiệu cho bà mua về cho mấy ông uống. Mà ông uống bà khen, ông uống bà khen, thế là gia đình hạnh phúc. Yeah. Vâng, ông uống bà khen thì gia đình hạnh phúc, chứ ông uống mà cô hàng xóm khen thì lại có vấn đề khác đấy ạ. Vậy thì tôi có thêm một khách hàng nữa. Rồi tại sao tôi bán là thẻ điện thoại? Vâng. Là lý do là bà biết rồi. Thì lúc này các ông hay về Việt Nam, mà mấy bà thì sợ lo chồng về Việt Nam làm ăn, không lo làm ăn, cứ lo làm, không lo ăn. Đó, cho nên giới thiệu gọi điện thoại về hoài. Gọi điện thoại về hoài tốt thì điện thoại sao? Đúng cho nên rồi. Tôi giới thiệu mua thẻ điện thoại gọi về đỡ tốn tiền. Yeah. Về check chồng mà 5 phút một lần còn đỡ tốn tiền hả? Dạ, hay đúng quá. Vậy. Đúng rồi. Cho nên là cảm ơn giáo sư, là giáo sư mở cái dịch vụ ra cũng đều phục vụ chị em phụ nữ hết. Dạ. Vâng. Thế thì nhưng mà tôi thấy hồi nãy khi mà tôi lướt qua về cái tiểu sử giáo sư, tôi thấy là giáo sư rất là dành sinh lý phụ nữ. Tâm sinh lý. Bà thiếu chữ tâm nó kỳ quá. Vâng, có giáo sư tôi run, tôi nói quên. Vâng. Yeah. Có tâm mới có sinh. Yeah. Là có yêu rồi mới có bầu. Vâng. Yeah. Có tâm mới có sinh, tức là rất dành là tâm sinh lý phụ nữ. Thế tại sao mà giáo sư lại 3 lần ly dị vợ? Về cái điểm này thì tôi xin nhắc lại cho bà rõ và khán giả rõ là không phải là tôi rành tâm lý phụ nữ rồi tôi mới lấy vợ, mà sau 3 lần ly dị vợ rồi tôi mới rành tâm lý phụ nữ. Bởi vậy mới đúc kết được một câu là tình chỉ đẹp khi còn dang dở, lấy nhau về nham nhở lắm em ơi. Trời ơi, tôi thấy giáo sư có vẻ hơi nghĩa là hơi... Bởi vậy nói gì thì nói, trong cái xui cũng có cái hên. Vâng. Thì sau khi tôi ly dị 3 lần vợ rồi thì cũng cảm ơn ba bà tôi đã ly dị. Lại cũng nhờ ba bà tôi sản xuất được 2 quyển sách bán rất chạy, bestseller luôn. Cuốn sách gì giáo sư có thể nói cho? Cuốn sách đầu tiên là sau khi tôi lấy bà vợ đầu tiên á. Vâng. Thì tôi viết được quyển sách là Thiên đường đã mất. Rồi sau khi tôi ly dị bà vợ thứ 3 rồi. Vâng. Tôi viết cuốn Thiên đường trở lại. Vậy à, thế thì sau khi ly dị bà vợ thứ 3 rồi, nghĩa là Thiên đường trở lại rồi, mà tại sao giáo sư lại tiếp tục lấy bà vợ thứ 4? Tôi biết rồi, chắc có lẽ là bà vợ thứ 4 là giáo sư ra cái cuốn như là Đi sâu trong quần. Bậy quá, cái nhà sách này tôi đi sâu vào quần chúng. Thì rồi in chữ lớn, thiếu sách tôi đang thương cái chủ ghê nè. Tầm bay tầm bà. Không, cái bà vợ thứ 4 á thì tôi viết về cái cuốn sách là Lại tiếp tục ngu. Là tiếp tục ngu. Dạ. Thế sao mà đàn ông như giáo sư lại biết ngu mà sao cứ nhào vào mãi thế không biết đó. Chính là như vậy đó quý vị. Trời, mấy ông tụi tôi biết ngu cứ nhào vô hoài. Tại vì có cái câu là yêu thì khổ mà không yêu thì lỗ. Đúng rồi. Thôi thà chịu khổ còn hơn bị lỗ. Vâng đúng. Dạ. Đúng. Đàn ông chúng tôi bị cái chữ lỗ mà khổ hoài. Dạ. Tôi thấy là các khán giả nam giới thấm ý là cái câu đấy nên vỗ tay hơi to. Nhưng mà nói gì nói, tôi thấy thì cái bà vợ thứ 4 này á, tôi nghĩ chắc tôi chấm dứt từ đây quá. Không bước thêm bước nữa đâu. Vậy hả? Dạ. Tôi nghĩ là chắc đấy là một phụ nữ hết sức là tuyệt vời, có thể cầm chân được giáo sư, có phải không ạ? Tuyệt vời gì bà? Sau 3-4 lần lấy vợ tôi thấy bà nào cũng như bà nấy. Sao thế? Lúc đầu giống như là con mèo ngái ngủ trên tay anh vậy đó. Lấy về rồi y như con cọp rù ghéo bên tay anh. Trời, giáo sư có vẻ hằn học với phụ nữ quá vậy. Không phải hằn học, tôi thấy bà nào lúc đầu cũng nhẹ nhàng á,
Thậm chí tôi nhớ cái bà đầu tiên chưa cưới lấy nhau á, mỗi lần đi tôi mời bà đi ăn cơm, bà ăn gì đâu mà ăn từ từ, giống như ăn hộp cơm vậy, ăn từ từ, không dám ăn, lấy về rồi ăn tô nào qua tô nấy nha, mất ớn luôn nha. Đó giờ sống với điều này. Rồi có nhiều bà nha, lúc đầu tôi mời đi ăn sushi, trời anh ơi em sợ ăn cá sống lắm, em không dám ăn sushi đâu, lấy về rồi thì đừng muốn ăn sống tôi luôn à. Bởi vậy tôi thấy là cái sợ vấn đề tôi quá. Tôi thấy là ông nói về phụ nữ chúng tôi thế, tôi thấy đàn ông cũng thế à, trước và sau nó khác nhau không thể tưởng tượng được. Giống như ông chồng tôi đây nè, trước ngày cưới lúc nào cũng nhớ tới ngày sinh nhật của tôi mà không bao giờ nhớ đến số tuổi của tôi. Sau ngày cưới đó lúc nào cũng nhớ tới số tuổi của tôi mà chẳng bao giờ nhớ ngày sinh nhật của tôi. Cũng vậy thôi à. Nhưng mà ông nhớ là mai rồi đó bà. Ông nhớ là mai rồi, thôi đi. Vâng. Không phải ý tôi nói là tôi không muốn lấy thêm nữa, là tại vì bà cũng biết đàn ông tuổi chừng 40 tới 50 thì sức khỏe nó cũng hơi yếu. À, đúng rồi. Cho nên vâng. Không đủ sức để yêu nữa rồi, đúng, chứ đúng, phải đúng, vậy. Đúng. Có nghĩa là coi như là yêu nhiều thì ốm, ôm nhiều thì yếu, đúng không ạ? Đúng là thực tế là vậy. Vâng, tôi thấy là tôi cũng đọc nhiều sách khoa học nói là coi như đàn ông cỡ khoảng như 40 mấy 50 thì cái sức khỏe nó giống như là một cái đứng ở trên cao mà nó tụt xuống thế này, đúng không ạ? Đúng vậy. Vâng vâng. Đàn ông 40 mấy 50 thì nó tụt xuống, nhưng mà nhiều khi gặp hà mới nó khác ạ. À. Nó vọt cái phèo cái nè. Vâng, thảo nào tôi thấy các ông cỡ như giáo sư hay là cứ thấy gái trẻ đẹp này cứ chồm lên như ngựa hoang á chứ lại. Cái vấn đề là ở chỗ đó. Cái vấn đề ở chỗ đó nha quý ông. Đàn ông 40 mấy 50 mà gặp gái đẹp mà chồm như ngựa hoang mà để vợ không biết gia đình vẫn đầm ấm, đó là vấn đề. Ồ trời ơi, tôi thấy cái này hay ạ. Cái này hay ạ. Tôi thấy là các ông khán giả thì đã bắt đầu sáng mắt ra về cái vấn đề cứ chồm lên ngựa như ngựa hoang mà nhà vẫn trong ấm ngoài êm ạ. Thế thì giáo sư có thể cho biết một vài cái thủ thuật, cái chiêu như thế nào để cho biết cứ chồm lên ngựa hoang mà nhà vẫn êm đẹp không ạ? Theo cái kinh nghiệm của tôi đó. Vâng. Kinh nghiệm một thời gian tôi quậy đó. Thì tôi thấy là tôi tìm được hai từ rất là đơn giản. Mà rất đơn giản mà rất là hữu hiệu nữa. Có thể chuyển bại thành thắng. Đó là hai cái từ rất đơn giản mà không ai để ý tới. Hai từ thứ nhất là từ xin lỗi. Từ thứ hai là từ cảm ơn. Ủa, tại sao lại xin lỗi và cảm ơn mà có thể giữ hạnh phúc gia đình được? Giáo sư có thể giải thích rõ ràng. Để tôi thí dụ cho bà biết. Vâng. Nhiều bữa tôi đi chơi tới 4-5 giờ sáng tôi về á, tôi mới bước vô nhà tôi thấy bà vợ hầm hầm. Tôi lập tức liền xin lỗi em. Cái bà là xin lỗi cái gì? Tôi lập tức cảm ơn em. Cái bà cái gì cảm ơn? Là tôi xin lỗi em. Tôi xin lỗi cảm ơn, xin lỗi cảm ơn, tôi làm riết cái bà xìu. Thôi đi ngủ, ông ơi mệt quá rồi. Đúng rồi, tôi nghĩ là đối với một phụ nữ nào kiên nhẫn tới đâu mà 3-4 giờ sáng ông chồng say sưa về cứ suốt ngày xin lỗi cảm ơn thế này thì sốt ruột lắm, cũng phải tống lên giường ngủ để mà lấy sức khỏe để ngày mai đi làm, đúng không ạ? Dạ đúng vậy. Thế thì tôi xin phép là từ đây trong từ điển Việt Nam á, tôi đổi lại nghĩa của hai từ xin lỗi và cảm ơn, có nghĩa là lời chạy tội của mấy thằng cha chồng cà trớn ạ. Xin lỗi tôi phải chồng bà. Tôi quen cái chồng tôi, cái tôi chỉa sang đây không. Không, may là tôi ông... có không, tôi thấy cái gì này bà, tôi thấy cái môn tâm sinh lý phụ nữ đó. Vâng. Không những mình học ở trong trường, không những mình học trong sách vở, mà mình học ngoài đời nữa. Học vâng vâng, phải học ngoài đời, mà học thậm thực tế. Chí học ngay cả đứa con nít học, mình học được là mình học. Con nít làm sao mà nó dành tâm sinh lý phụ nữ bằng giáo sư được đó, hay chưa? Chính vì cái điều đó, quý vị biết không, tôi để ý tôi có thằng con tôi năm nay nó mới có 4 tuổi thôi, mà nó làm một cái điều gì mà nó phá phách, mẹ nó la nó, thì tôi thấy như vậy, mẹ nó vừa la nó không cần biết gì hết, nó nhào vô người mẹ nó hung lia hung liệt, nó vừa hung nó trời mẹ ơi con thương mẹ quá, mẹ là số 1 không có thể ai thay thế được mẹ hết, mẹ là số 1 con thương mẹ quá, mẹ đừng la con nữa nha mẹ nha. Rồi mẹ nó vừa giọng ngay, cho nên tôi áp dụng thằng nhỏ. Thằng nhỏ nó hay vậy, tại sao mình không học? Oh, đó. Cho nên tôi làm cái điều gì sai đó nha, bả la kệ bả, tôi nhào với người bả tôi hung bất cứ chỗ nào tôi hung được, tôi cứ hung. Tôi vừa hung, tôi vừa hung mà tôi vừa la nữa. Trời ơi, em ơi, anh thương em lắm, em là số 1, em là tuyệt vời, hơn cả tuyệt vời nữa, em là số 1, I love you baby, I love you baby. Từ cái la bả chuyển thành cái rên. Là tôi thành công. Ôi, thì đúng thật, mà tôi nghĩ là một cái thằng bé 4 tuổi đó, khi mẹ nó giận nó lao vào người thì còn chịu nổi, chứ mà giáo sư to khỏe thế này mà lao vào phụ nữ chúng tôi thì chúng tôi bổ ngửa ra mất còn gì. Đó là vấn đề đó. Sao ạ? Lao vào bổ ngửa, chẳng những bổ ngửa mà mắt còn
liên diêm đấy. Cho nên là lại thêm một thằng bé khác ra đời. Dạ đúng vậy, đúng vậy. Thế thì bây giờ tôi xin hỏi giáo sư thế này nhé. Một người như giáo sư hay là đàn ông nói chung là có thích một người vợ mà biết nấu ăn không, biết nấu ăn giỏi không ạ? Trời, không phải một mình tôi thích vợ biết nấu ăn, mà tất cả, hầu như tất cả các ông chồng đều thích của bà vợ nấu ăn. Vâng. Mà nấu ăn ngon nữa. Nhưng mà cũng chính vì có điều đó mà kẹt. Tại sao lại vợ? Rất kẹt. Vợ biết nấu ăn mà tại sao lại kẹt? Bởi vì tôi thấy nè, phụ nữ mà biết nấu ăn rất là tốt. Chẳng hạn như là tôi vào bếp nhá, tôi nấu một nồi canh chua, tôi nghĩ là chồng tôi á là thích ăn mặn, tôi cho thêm muối vào. Con tôi thích ăn ngọt, tôi cho thêm tí đường vào. Khi mình nấu ăn mà mình nghĩ đến chồng con, có nghĩa là mình thể hiện là mình quan tâm đến chồng con, quan tâm lo lắng đến chồng con, đúng đó, không? Đúng, đúng. Thậm đúng. Chí mà tôi biết mà thằng chồng tôi nó cà chớn, thay vì tôi cho muối vào canh chua, tôi cho thuốc độc vào canh chua. À, cũng là một cách quan tâm, đúng không ạ? Không, cái này hình như quan tâm hơi quá đáng. Tôi giỡn thôi. Dạ. Dạ vâng. À, không, tôi nói kẹt chỗ này. Bây giờ các bà có đồng ý không? Các bà nấu ăn ngon thì lúc nào cũng muốn cho mấy ông chồng mình ăn. Đúng. Mà phải ăn cho hết. Đúng rồi. Rồi phận đàn ông chúng tôi á, không ăn hết là tôi giận đấy. Đúng, đúng, đúng. Chồng tôi không ăn còn hết. Phận đàn ông chúng tôi thì ra đường hay xã giao, rồi thường đi làm về bạn bè hay mời đi ăn, lẽ từ chối thì sao? Rồi nhiều khi gặp mấy cô bồ nhí kêu đi ăn, rồi ăn no về, rồi về ăn không nổi, mấy bà giận rồi nè. Bởi vậy tôi rút một kinh nghiệm, rủi ra ngoài ăn á, ăn 2/3 cái bao tử thôi, để dành 1/3 bao tử về nhà ăn với vợ con. À. Đó, rủi rồi mới bước chân vô nhà, giờ hỏi ăn cơm chưa, mình nạt lợi liền, em hỏi gì kỳ vậy? Sáng giờ chưa có gì trong bụng mà hết, dọn cơm liền cho anh đi. Đó, mặc dù nhìn mâm cơm muốn ói mà cũng phải ráng ăn. Đó, mà miệng nha, vừa ăn miệng phải vừa nói: trời em ơi, cơm ngon quá, canh ngọt quá, cơm ngon quá, canh ngọt quá. Vậy tôi hỏi bà, một cái gia đình cơm ngon canh ngọt thì còn gì hạnh phúc bằng. Có đúng không? Dạ đúng rồi, đúng đó. Rồi. Thảo nào chồng em bước chân về nhà là nó đói đói tuốt tuột tuột, phải nghi ngờ lại. À, vâng, thế thì thưa thế này, à, thưa giáo sư, bây giờ nãy giờ tôi thấy giáo sư có rất là nhiều chiêu như xin lỗi, cảm ơn, như là ăn thì dành bụng về ăn cho vợ để mà giữ hạnh phúc gia đình. Nhưng mà tôi thấy thế này, bây giờ giáo sư rất kinh nghiệm, thì giáo sư có thể cho những ở đây phần đông là phụ nữ không, thì có thể cho tôi biết một vài dấu hiệu như thế nào để chúng tôi biết là chồng chúng tôi ngoại tình không ạ? Cha bà hỏi này hơi kẹt. Sao ạ? Nói ra bể hết, ai làm ăn được gì. Còn mấy ông kia lát dễ quýnh tôi làm sao. Không, nhưng mà hôm nay chuyên đề về hôn nhân hạnh phúc gia đình, thì bây giờ tôi xin phép hỏi là các chị có đồng ý cho giáo sư cho mình biết một vài dấu hiệu để đề phòng không ạ? Đấy. Dạ cảm ơn mấy chị. Nếu như các chị muốn thì tôi chịu. Dạ, cuộc đời tôi hình như sanh ra như để phục vụ phụ nữ hay sao? Vâng, cái đó là tôi hiểu lắm ạ. À, thì thôi bây giờ như vậy, à, để cho có những cái triệu chứng mà mấy bà biết là mấy ông chồng có cái dấu hiệu ngoại tình á, thì như vậy, nếu như các bà có mấy ông chồng thường thường 3 ngày tắm 1 lần, rồi tự nhiên bỗng có 1 ngày, tự nhiên 1 ngày tắm 3 lần, đó là coi vấn đề. Ờ, đó. Là tắm nhiều thì có vấn đề. Đúng vậy. Rồi thường thường các bà vợ thì thường thường đi shopping, mua quần, mua áo này nọ, bị mấy ông chồng cằn nhằn hoài à. Rồi tự nhiên có một ngày ông chồng: em ơi, em cầm ngàn đi, đi shopping giùm anh đi em. Mặc cho bằng chị bằng em. Hay là lâu quá không thấy em về thăm ba má, không mấy em mua ghế máy bay dẫn con về thăm ba má đi. Rồi em ở bển 2-3 tháng đi, bên đây anh lo cho. Đó là có vấn đề. Rồi bỗng từ bi bất ngờ là có vấn đề. Dạ đúng vậy. Vâng, thế thì nhưng mà tôi thấy các dấu hiệu thì dễ tìm quá, rất là dễ. Và tắm nhiều hay là cho tiền cho bạc từ bi bất ngờ tôi thấy dễ quá. Mà làm sao mà các ông vẫn cứ lường gạt được vợ nhà? Không, không, không. Hồi nãy giờ tôi mới nói về mấy ông mà ngoại tình là mới chập chững thôi. Mới ra nghề chập chững quậy thôi. Còn các sư tổ là khác. Đã. Các sư tổ chưa có phải vậy đâu. Thường thường mấy ông có bồ ra ngoài nha, về nhà bà đặt là mặt ngầu. Không thèm nói chuyện với vợ nhiều. Mà vợ mà lải nhải lạng quạng giả như mặt cái bóp cái là mấy ông ở ngoài đường quậy banh lồng chợ luôn. Thế là chứng tỏ là mình vô tội phải không? Chứng tỏ là mình vô tội. À, vâng, hay quá. Và như thế thì nãy giờ tôi thấy đúc kết lại thì đàn ông các ông nhiều chiêu quá. Và chúng chị em phụ nữ chúng tôi toàn là sống trong sự lừa dối hay sao? Không phải, không phải là lừa dối, mà thà là một lời dối trá tế nhị còn hơn là một sự thật thô thiển. Ôi trời ơi, có nghĩa là đúng cái câu là tôi xin người cứ gian dối cho tôi tưởng người vẫn yêu tôi, có đúng không ạ? Dạ. Vâng, tôi thấy thì bây giờ như vậy, bây giờ tôi đặt ra một cái hoàn cảnh, một cái tình huống là khó khăn thế này. Bây giờ giáo sư bước về nhà, vợ giáo sư phát hiện thấy có một vết son trên áo, giáo sư trả lời như thế nào với cái vết son đó? Bây giờ là bằng chứng hiển nhiên rồi, giáo sư không thể xin lỗi cảm ơn hay là ăn cơm nhiều hay gì, làm sao cái vết son trên áo như thế này, bằng chứng hiển nhiên? Một câu hỏi quá thông minh. Vâng, cảm ơn ông. Mà thường thường các ông chồng quậy á thì trong đầu mình lúc nào cũng phải sẵn sàng một câu trả lời thông minh. Tôi trả lời cho bà liền. Vâng. Nếu như một ngày nào đó tôi đi về nhà,
bên vai tôi có một vết son. Vợ tôi có hỏi tại sao vết son nằm trên vai ông vậy. Tôi chỉ thẳng mặt vợ tôi nói là tại vì anh yêu em. Sao lại vô lý vậy? Vết son môi trên áo anh là anh lừa dối em, làm sao mà anh yêu em được? Em phải hãnh diện. Em có một người chồng ra ngoài đường à? Còn có một cô gái trẻ đẹp, ngực nở, mông to, tán tỉnh anh, yêu thương anh, mà anh từ chối vì em anh không cho hôn. Nhưng cổ dứt khoát nhào vô hôn, anh né sang một bên trúng ngay dài à. À. Lúc nào phải sẵn sàng thông minh. Trời ơi, trời ơi, tôi thấy tôi bà nào vô phước mới có ông làm chồng ấy ông ơi. Kinh mà quá. Mà cũng nào xui lắm mới lấy bà. Thế này thôi thì bây giờ như vậy, nãy giờ mình nói nhiều thôi, bây giờ giáo sư có một bài học nó hết sức rõ ràng cụ thể để mình đưa đến cho quý khán giả thật là ngắn và gọn cho hiểu như thế nào về hạnh phúc hôn nhân gia đình. Nếu như bà muốn tôi cũng có chuẩn bị một số bài học. Vâng. Xin phép bà. Vâng. Tôi thì lúc nào cũng phục vụ trẻ phụ nữ. Dạ vâng vâng. Tôi sẵn sàng. Gặp tóc giáo sư toàn mì gói không? Bận rộn quá, ăn mì gói khách cứ nhiều quá. Mời giáo sư. Trên tay của tôi cầm một cái tờ giấy. Bây giờ tôi xin phép hỏi bà, bà nhìn thấy gì ở trên cái tờ giấy này? Tôi thấy một cái chấm đen. Xin bà nhìn kỹ. Thì tôi thấy một cái chấm đen. Bà thấy một chấm đen? Vâng. Bà chờ tôi không xin. Tin thì xin dạ, ông hỏi quý vị khán giả. Dạ. Dạ chào chị. Dạ xin phép chị tên gì? Dạ tôi tên Mai. Dạ xin chào chị Mai. Vậy bây giờ trên tay của tôi đang cầm một tờ giấy. Xin chị cho biết là trên tờ giấy này chị thấy cái gì? Vâng, một chấm đen ạ. À. Dạ một chấm đen. Vâng. Một chấm đen. Vâng. Dạ. Dạ. Dạ chào chị, xin phép chị tên gì? Dạ, dạ chị Ánh. Dạ chị cho biết là trên tờ giấy này chị nhìn thấy cái gì? Dạ, thấy chấm đen. Thấy chấm đen. Chấm đen. Vâng. Tất cả mọi người đều thấy chấm đen, giống như thôi thấy một cái chấm đen thôi. Dạ, ok. Vâng, mời giáo sư. Ai. Dạ kính thưa quý vị, tôi đang cầm trên tay một cái tờ giấy. Tôi hỏi ba người phụ nữ đều trả lời thấy một cái chấm đen, mà không ai thấy một cái vành trắng nhất như vậy. Chứng tỏ cho thấy là các bà chỉ nhìn vào điểm xấu của các ông chồng mà không thấy những điều tốt bự thừa lựa vậy không thấy. Hay. Giáo sư có thể cho tôi mượn chút xíu được không ạ? À? Vâng. Thế là nãy giờ có nghĩa là giáo sư nói là cái tội của ông chồng nhỏ xíu mà cái... Đúng rồi, thường thường vâng, các bạn. Còn cái tốt nhìn... thì cứ to thế này không nhìn, cứ chăm chú vào cái. Nhưng mà xin thưa với lại giáo sư và cũng như là với các đấng đàn ông thế này, chị em phụ nữ chúng tôi đó thấy tội ông chồng nhỏ xíu thế này, nhưng mà nếu không ngăn chặn kịp thời, không dao găm, không axit, không đánh ghen thì cái vết này nó sẽ to thế này này, nó sẽ lem thế này, đúng không ạ? Nó sẽ lem thế này nè. Mà khi một cái tờ giấy trắng nó lem thế này thì xài làm sao được, chỉ có việc xé mẹ mất đi thôi chứ có làm gì được đâu ạ, đúng không ạ? Đấy, đấy, chỉ có thế thôi. Vâng, nhưng mà tôi xin thưa thế này, xin thưa với lại ông thế này nha, đấy là chị em phụ nữ chúng tôi nói thế thôi. Sự ra chúng tôi không phải chỉ có một tờ giấy này, chúng tôi có cả một cuốn sách 100 trang giấy dự trữ thế này đấy ạ. À. Đấy, chứ không phải giỡn nha. Coi như là cái tờ nào mà không xài được là tôi xé. Đấy, tờ nào không được là dơ là xé thay tờ khác. Đấy, thấy chưa? Đấy, tôi dằn mặt các ông là như vậy đấy. Không phải là giỡn đầu đấy. Dơ là xé này đấy, dơ gạch xé liền. Đấy. Trời ơi, tình cảm nó xé cái rộp nó giả mang kia. Bây giờ xui chỗ nào lấy bà này quá. Không, đấy là tôi nói gì? Tôi nói là về vâng, cảm ơn ông. Ông dọn dẹp dùng cái mấy cái dơ giấy, cảm ơn ông nhiều lắm ạ. Nhưng mà đấy là tôi nói về cái lý thôi. Cái lý khi nào dơ là mình bỏ. Giống như là trong 100 trang trắng như thế này, tại sao tôi lại chọn ngay cái tờ dơ như thế này? Đúng. Cũng như là trong bao nhiêu chục ngàn người đàn ông, tôi lại chọn một người đàn ông để làm chồng. Thì cái người đó tốt thì tôi nhờ, mà xấu thì tôi phải chịu. Vâng. Sao chị chỉ tôi? Bây giờ tôi nói như thế, tại vì ông bà ngày xưa cứ nói là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa. Đấy, bây giờ mình gặp mấy tờ giấy trắng về chấm đen, rồi còn có tờ giấy trắng khác là chấm xanh, tờ giấy trắng chấm đỏ. Đấy, không có vỏ dưa, có vỏ dừa. Mà phụ nữ chúng tôi Việt Nam thì nghĩ là thôi đi đâu loanh quanh trên đời mỏi mệt, tất cả phải cố gắng chịu đựng, mắt nhắm mắt mở để chịu đựng ông chồng cho gia đình vui vẻ. Đúng không các chị? Đúng là tinh thần của một người phụ nữ Việt Nam. Vâng. Tôi xin thay mặt cho ông chồng bà. Vâng. Chúc mừng cho ông chồng của bà. Vâng, cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn ạ. Ủa nhưng mà nãy giờ nói chuyện tôi quên hỏi về ông chồng ở đâu? Chồng tôi à? Ừ. Nó đi mẹ Việt Nam rồi.
Trời ơi, nó bảo là coi như là quê hương là con diều biết về, không bao giờ tìm con diều, toàn tìm con gái không à. Đấy, tất cả những cái tật xấu hôm nãy giờ ông nói là toàn bộ là chồng tôi nó có hết đấy. Phen này nó về nó chết với tôi thật đấy. Tôi thật đây, giấy là tôi xé tan nát 100 trang luôn đấy nhá. Xin lỗi. Sao chị như tự nổi cơn ghen tầm bảy tầm bả. Tôi quên, xin lỗi. Tôi phải chồng chị đâu. Thì xin lỗi, vẫn còn không thôi, phải. Thì thôi bây giờ tôi một lần nữa xin thay mặt ông chồng của bà xin chia buồn cho ông. Vâng, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho Dr. Phil ạ. Giờ chúng ta đã hết ạ. Vâng. Và xin thưa với quý vị là cái cuộc hội thoại tuần sau đó chúng ta sẽ chuyên đề về làm sao trị tội các thằng cha chồng cả trớn ạ, do tôi đảm trách. Vâng, xin chào quý vị ạ. Yeah. Alo, má hả? Con chúc anh Đài nè. Má đang cho heo ăn hả? Má ơi, xuân này con không về nha. Dạ. Má đừng có lo, trời đất ơi. 2 năm rồi con ở nội trú, ở chung với bao nhiêu đàn ông mà không ai biết là con là con gái hết trơn á. Dạ, biết nhà trường đuổi con sao? Dạ. Dạ đúng rồi, ảnh là Lương Sơn Bá. Ảnh là anh em kết nghĩa với con thân lắm. Nhưng mà con nói má nghe nha, ảnh ngu lắm, ảnh cũng không biết con là gái giả trai. Nhiều khi con đi tắm chung với ảnh, ảnh cũng không biết nữa. Mà công nhận má nuôi con hay thiệt. Mỗi lần mà con rửa chân con dòm xuống cỏ không à. Má đừng có lo nha. Dạ. Cái gì? Lấy chồng hả? Thôi, con còn chút xíu à, con không chịu đâu. Lấy ai? Thằng nào? Nó làm nghề gì? Nghề đĩa ốc hả? Không được đâu, nghề đó không chắc ăn. Giá nhà giờ sắp xuống rồi má ơi. Thôi chuyện đó từ từ tính nha má. Dạ. Má ơi, má nhớ gửi thuốc cho con nha. Không phải thuốc nhức đầu. Cái đó con có rồi. Thuốc ngừa thai á. Chắc yên kê vậy mà. Thôi má ơi, nói chuyện nhiều tốn tiền quá nha. Thôi con cúp à. Nhớ con thì email cho con nghe không? Dạ. Happy New Year Mom. Tiểu Thơ. Chuyện gì? Dạ thưa Tiểu Thơ, có Lương Công Tử tới thăm kìa. Đại biểu. Dạ. Con tiện tiền. Tao với mày giả tay đã 2 năm rồi ha? Mà mày cứ quen miệng của tao bằng Tiểu Thơ không à. Người ta biết được á, người ta biết tao là gái thì sao, hả con tiện tì. Áo. Trời, Tiểu Thơ nói người ta mà Tiểu Thơ không coi mình kìa. Trời, 2 năm trời á mà cứ kêu con tiện tì hoài ha. Ủa? Thấy không, Tiểu Thơ nhớ ngang. Tiện tì là con gái, Tiểu Đồng là con trai. Cứ tiện tì này tiện tì nọ hoài à. Tao quên. Không, cả đám trai trong trường nó mà biết con gái ha, nó xứng lại, trời ơi nó đè con, sao con chịu nổi. Tiểu Thơ, ói hả? Ôi, còn gì nữa. Con nói mà con cũng kềm dữ lắm, không con cũng ói rồi. Ai mà thèm dê mày. Tao sợ tụi nó, là sợ tụi nó dê tao thôi. Gì mày? Mày làm gì đó? Cú nãy là con kềm được. Cú này là con kềm hết được rồi Tiểu Thơ. Cái gì kềm trời được? Trời ơi, Tiểu Thơ nhà em á, có tự tin mà có bằng cấp license luôn vậy đó. Khổ bá ghê. Nhiều chuyện mày. Ra mời Lương Công Tử vô. Dạ xin mời Lương Công Tử vào. Chúc đệ. Chúc đệ. Lương Huynh. Lương Huynh ơi, nhà mới hút bụi. Lương Huynh làm ơn chùi chân giùm em cái. Ăn ở sạch sẽ quá, hèn gì như con voi. Chùi ra ôi. Dạ. Sáng sớm mùng 1 Tết sao Lương Huynh thích gì vậy? Để con lụm cho. Dạ. Gặp em cảm động quá phải không? Nè, Lương Huynh tới nhà em sáng sớm mùng 1 sớm có chuyện gì không? Biết sao không? Tao đang buồn quá. Dạ. Sáng mùng 1 mấy đứa nó về quê hết rồi. Dạ. Bây giờ chỉ còn mình tao với mày ở đây thôi. Dạ. Tao mới nghe đồn trai đà thao nó mới mở một cái chỗ massage ngon lắm. Lương Công Tử. Tao là gái Thái Lan với Thái Lan không? Tao với mày đi massage trở lại. Lương Công Tử. Lương Công Tử. Chuyện gì? Sáng mùng 1 sao Công Tử không đi xì cho em? Công Tử kẹo quá à. Tới đây biểu. Mày kêu một cái thằng Tiểu Đồng nào mà kinh khủng như vậy?
Tướng thì như con chí mén vậy đó. Nói chuyện ổng à, ổng mèo thấy bắt gốm. Hai đứa bay á, bây giờ tao thấy hai đứa bay có cái gì lạ lạ rồi. Được rồi, từ từ đi. Ham hố cái gì mà lì xì, đang buồn gần chết đây nè. Ông già không có gửi tiền lên. Lương huynh. Chuyện gì? Sao Lương huynh kêu em bằng mày? Trời ơi, em kêu đại ca là huynh thì huynh phải kêu em bằng đệ. Kêu bằng mày á, không có xề. Chị thơ, mình đang đàn ông đó, cứ lên, gồng lên. Không, nhạo quá bể hết bây giờ. Ồ vậy hả? Tao quên. Lương huynh, kêu bằng mày nghe không có phê. Giọng con này lúc trầm lúc bổng ha. Nói nghe nè. Dạ. Tao nói cho mày nghe, tao với mày là học trò học cùng chung trường. Anh lớn, anh làm anh. Em nhỏ, em làm em. Bây giờ tao với mày kêu mày tao cho rồi. Làm như hát hồ quảng kêu huynh để mệt quá đây. Em không chịu đâu, trời ơi. Huynh là gentleman, xuất thân từ một gia đình cao sang ở chợ Cầu Muối mà nói kỳ cục vậy. Em không chịu đâu. Mày nhắc tới gia đình danh giá của tao, mày còn nhắc địa điểm ở làm chi vậy? Thứ gì đâu ngu thế ớn không? Tao nói cho mày nghe, mày nhìn lại mày với tao đi. Tao thấy tướng mày còn gentleman hơn tao đó. Tao nhiều khi tao nói mày không biết là sĩ tử hay là... Lúc này mày phát tướng quá. Nhà mua dưa leo làm gì mua dữ vậy? Dạ, mua dưa leo đắp mặt, đắp cho nó da nó đẹp á. Hay lắm nha Lương Quỳnh. Hai ngày đầu em đắp á hả, bao nhiêu bụng cám nó lặn sạch hết trơn á. Đó, tốt, tốt, tốt. Bốn ngày sau á, nó nổi nguyên một về mụn bọc rồi. Quỳnh đắp không? Em cắt em đắp cho Quỳnh. Cảm ơn mày, con người mày mát mẻ. Người mày mát mẻ mà còn nổi mụn bọc. Tao mà đắp cái đó vô chắc nổi một nhọt luôn à. Thôi dẹp đi, đừng có dụ tao. Nhưng mà tao thấy vậy nè, cái mặt của mày đắp trái dưa leo này vô bao nhiêu cho đủ? Còn 4kg dưa leo không đắp đủ cái mặt mày. Thôi thì có cái dưa này dễ đắp hơn, không cần phải sắc lát. Dưa gì Quỳnh? Dưa hấu. Mày mua nguyên trái dưa hấu xong mày sắn đôi ra, xong mày khoét cái lỗ mày ốp lên mặt mày, mày ngủ. Thấy cái đó chắc ăn hơn. Ê mà Lương công tử. Chuyện gì? Con nghĩ dưa hấu cũng không đắp nổi cái mặt của công tử nhà con đâu nha. Con nhìn mặt công tử nhà con, con nghĩ có một loại dưa đắp mà vừa rẻ tiền á, mà nó vừa hạp lắm á. Dưa gì? Dưa da. Sao lại đắp dưa da? Trời ơi, mỗi lần nhìn mặt công tử con là con tưởng ngay tới cái tô thịt thịt heo kho tàu à. Không, mà kèm với cái hũ dưa da là trời, số 1 nha, hố thiệt á. Hố công tử. Nhiều chuyện mày. Thằng này gút ai đi ra nè. Nó hổn nhiều chuyện gì? Đi vô lấy nước mời công tử uống. Công tử. Chị gì? Uống trà đinh hay trà sen? Tới đây biểu. Mày là con ở hay là mày là chủ nhà? Nghĩ sao mày mời nước trà tao mày ở uống trà đinh hay trà sen? Mày muốn tán đinh trong mặt tao hả? Công... Tao nói cho nghe, bộ mày muốn giết người hay sao? Đâu dám giết công tử. Mày thấy tao mới thức hai đêm chờ tiền của nhà gửi lên thôi, hai con mắt tao nó như hai con ốc muốn lòi ra rồi. Mày nghĩ sao mày cho uống nước trà cả đêm tao thức cho tao chết hả? Công tử lộn rồi đó. Trời ơi, con uống nước trà từ nhỏ tới lớn không? Nhớ hồi nhỏ con có là 1m8, lượng da dẻ hồng hào, trắng trẻo mịn màng ha, đẹp ghê vậy đó. Mà con uống trà thét chỗ nó quéo lại còn con thứ mốt vậy đó. Vậy bây giờ mày xúi cho tao quéo bằng mày hả? Vậy mới xứng chứ. Thôi dẹp đi, cho coca hay bò hút gì cũng được. Vậy công tử có bệnh gì không? Tiểu đường hay cao máu gì không? Lấy cho nào ít ít đường thôi, tao đang bị tiểu đường á. Tiểu đường hả? Xin nước cũng căng hả mày? Tao bỏ thêm đường cho chết mẹ mày luôn. Nói gì đó? Dạ. Đi vô. Dạ xin chào công tử, em đi. Thầy gom. Hai thằng, không thằng nào giống thằng nào. Lương Quỳnh. Chuyện gì? Qua thăm em có... Nói nghe nè. Không có thầy ở trong trường. Tao qua thăm mày, tao đem cho mày món quà đầu năm. Ha, 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 ha. Mày ơi, sẽ hết hồn liền. Cái dây chuyền hả Lương Quỳnh? Dây chuyền mà đựng cái này tiền đâu mua. Gì vậy? Dây chuyền mà đựng nhỏ nhỏ thôi, đựng to quá mà đựng dây chuyền. Hồi hộp quá. Để tao mở ra cho. Dạ, sao tao dán kỹ quá? Ai biết cái tiệm nó dán kỹ quá. Dạ. Thằng 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 thằng
Trời ơi, ai vậy? Con tài tử Jennifer. Jennifer gì? Jennifer gì không biết. Aniston hả? Aniston, đúng rồi, Jennifer Aniston. Con này hiện giờ đang đóng phim Hàn Quốc nổi tiếng lắm. Trời ơi, huynh dành về điện ảnh vậy hả? Rất là đành điện ảnh. Jennifer Aniston mà đóng phim Hàn Quốc. Nhưng mà em thích Jennifer. Em thích con Tom Cruise à. Thì con, đàn ông mà đi thích Tom Cruise. Thôi dẹp đi. Cái này tao đem về tao treo đầu giường, cho mày cũng phí của. Thứ đàn ông gì mà nũng na nũng nịu thấy muốn ói luôn hà. Thôi huynh dẹp mấy cái bức hình này đi. Chuyện gì? Lương huynh, còn có 3 tháng nữa thôi là mình phải chia tay rồi. Cái đó biết rồi. Em sắp sửa về quê để lo cái business cho ba má em á. Business làm cái gì? Dạ nuôi heo. Chết. Hèn gì, ba mẹ lựa đúng nghề quá. Nuôi con cũng ngang ngửa như heo. Dặn đệ một cái điều này, sau này á cho heo ăn đó nhớ mặc áo màu màu xanh đỏ vàng, đặc biệt không được bận màu trắng đen hay màu hồng. Sao vậy huynh? Hiểu không? Bởi vì bước vô chuồng không biết con nào là con heo. Lượng huynh, chọc em hoài à. Đâu có chọc đệ làm cái gì. Đó là nghề gia truyền của dòng họ Chúc nhà em mà. Thì bởi vậy chính vì nghề gia truyền nên mới sợ. Nhiều khi ta nói mày nghe, sống á là người ta nói sinh nghề tử nghiệp. Nhiều khi bà già mày hăng nuôi heo quá, lúc cân heo đi bán lỡ cân lộn đứa con thì sao? Suy nghĩ cho kỹ đây, đúng không? Quên, không nói chuyện gì đâu cũng mà. Em nói Quỳnh nghe, kể từ nay ở chốn xa xăm, mỗi lần cho heo ăn, cho heo tắm, cho heo ngủ, làm sao em quên được hình ảnh của Lương Quỳnh? Tao móc họng mày hả mày? Mày suy nghĩ tao, mày không giống heo mà tao giống heo là sao vậy? Không phải. Sao mày cho heo ăn mà mày nhớ tao? Em nói cho huynh nghe, ở nhà em mỗi lần mà sắc đồ ăn cho heo ăn á, có sắc sắc mắm mỏ tổng á, thì nhìn sắc mắm thì em nhớ huynh đúng phải hả? Tao phóng cái quạt là mày bất đắc kỳ tử nha. Bữa nay mùng 1 Tết tao không muốn chửi mày. Ôi thiệt là chán quá đi. Không mà huynh. Chuyện gì? Đi chơi đi, ở nhà buồn quá. Huynh có chuyện gì mà huynh buồn? Ông già tao mới gửi thơ lên. Hả? Không gửi tiền mà nhận thơ hoài. Thơ gì vậy huynh? Không biết thơ gì, tao đang buồn đây. Không thấy tiền thấy thơ là tao bực bội rồi. Mới ra đây, mới email xong, mới in ra đây. Tao đọc cho mày nghe. Dạ. Lương Sơn Bá con, từ ngày con từ giả xóm làng lên kinh đô dùi mài kinh sử, quyết lấy cho được mảnh bằng tốt nghiệp lớp 12 hệ bổ túc. À nội ơi, tại sao cha con có thể đối xử với con như vậy? Học bổ túc mà ông cũng khoe. Bao thường xuyên thao thức canh trường, nhớ con tha thiết mỗi đêm chỉ ngủ được có 8 tiếng là giật mình thức dậy. Trời ơi, tội nghiệp, ngủ ít quá. 8 tiếng à? Ông già mà ông ham ngủ thấy ghê không? Tao đã nói rồi, còn một giấc ngủ ngàn thu nữa mà ham chỉ ngủ nhiều. Bữa nay biên thơ cho con mà ba không ngăn được dòng nước mắt. Con ơi, nhà mình không có số khoa bản, cái đó tao biết lâu rồi, nhà tao dốt lắm. Học bao nhiêu năm cũng vô ích ông nội. Con ngày trước ôm giấc mộng làm hair stylist mà thi 8 lần không đậu cái bằng tóc. Cho tới đời ba thi bằng lái xe hơi suốt mấy năm trời mà vẫn rớt, cuối cùng ba phải đành lái xe ngựa. Nhiều khi tao thông cảm hoàn cảnh gia đình tao lắm. Có cái máu học giỏi mà. Nay con lại sai lầm đó. Tại sao gọi tao là sai lầm? Sai lầm đi theo con đường cũ, ba sợ con uổng phí tháng ngày mà vẫn trắng tay, nên ba khuyên con bỏ học về quê mở tiệm nail. Cái này là tao không chịu được. Mày nghĩ sao tướng tao giữa nail giống này, ba cái chemical nó quất vô ba bữa là chết rồi. Nếu con chịu khó giữa ngày giữa đêm thì chăm chỉ vài năm là trở thành triệu phú. Bởi vì sách có câu, con ơi nhớ lấy lời cha, một năm ngồi giữa bằng ba năm làm. Nghĩ sao vậy? Thôi thơ đã dài, con thu xếp về ngay rồi gọi cho ba biết. Điện thoại của tiệm mình là 1-800 giữa móng cha của con Lương Sơn Tuyền. Ủa? Cha huynh là ca sĩ hả? Mày nói tầm bậy, cha tao đàn ông mà ca sĩ gì? Ca sĩ Sơn Tiền là đàn bà. Em của Thanh Tiền đó mày biết không? Còn tao là Sơn Bá, ba tao là Sơn Tiền. Thiệt là bực bội, bây giờ biểu tao về vũ neo làm sao? Lương Quỳnh, Lương Quỳnh. Chuyện gì? Trời ơi, giờ sắp chia tay mà Lương Quỳnh nói ba cái chuyện gì đâu, không có tình cảm gì hết trơn á. Tình cảm của mẹ gì, không có tiền mà tình cảm.
hà thiệt là chán quá đi, chán đây. Quá đi hả? Tại đây. Mày lâu rồi tao đi đâu? Nè, mày nhìn đi. Huynh nhìn thứ xem dưới hồ đồi thiên nga. Đồi thiên nga lâu dưới hồ giống người ta trên bờ. Con nào là con mái, huynh chỉ em tường, con mái là con nào? Tao chưa thấy một đứa nào mà ngu như mày. Mày nói bức tranh trên tường là hai con gì? Dạ, hai con thiên nga đang bơi lội dưới nước thật là lãng mạn. Mắt mày bị bù lạch ăn hả? Hai con đó là hai con vịt sim cổ lùng. Mày nghĩ sao mày kêu nó là thiên nga? Mày đừng nói mày nhìn tao với mày, mày tưởng tiên nữ nha. Ôi chết rồi mày. Sao kỳ vậy? Nhưng mà em cũng thể tưởng tượng được vậy chứ bộ. Bây giờ em đố huynh nha. Ê, con nào là con mái? Tao mệt mày quá, mày hỏi con mái con trống làm gì? Mày đi mua vịt quay có khi nào mày hỏi con nào con mái con trống hay không? Hả? Mày chỉ hỏi con nào ngon con nào dở thôi. Hỏi làm gì cho nó mệt xác. Huynh này kỳ quá à, tối ngày lo ăn không à, có chừng mập á. Mày nhìn kỹ lại mày đi. Tao với mày ăn chung một bếp ăn tập thể. Mày ăn riết mà con người mày vậy mà tao quéo lại còn chừng này. Mày nghĩ sao mày nói tao có tâm hồn ăn uống? Cái thằng này thiệt tình. Nhưng mà Quýnh nói với em biết đi. Con nào là con mái? Mày nhìn bức tranh là mày biết con nào con mái rồi. Con nào? Con mái là cái con trọc đầu kia. Nhìn kỹ trên cái lưng nó trầy trầy nữa là con mái. Ủa tại sao nó trọc đầu với lại trầy lưng là con mái? Mày ngu quá vậy, mày chưa thấy con vịt lên nó đạp mái à? Con này nó phải mổ vô cái đầu con này. Nó phải đạp lên cái lưng con này, thành thử cái đầu con này bị trọc và cái lưng nó bị trầy. Nhiều đó cũng không biết. Học bao nhiêu trả cho thầy hết, ngu thế ớt luôn. Trời ơi, hay lắm rồi. Quên à. Cái gì? Vậy là hoàn cảnh hai vịt là giống em với anh. Thôi ta biết dù tóc mày sắp trọc nhưng mày vẫn là đàn ông. Ngu thế ớn luôn. Hai ông nội. Trời khùng mà cũng bè nữa. Gì hai đây? Cái con vịt này đó. Con mập á đem nấu chao. Còn con ốm kia nấu bún măng. Quyết định vậy đi. Tao cắt cỏ mày nghe thằng tiểu đam. Hổn hả mày? Con đâu có hổn. Nè, tao đang tâm sự với Lưu Minh, ai cho mày xí vô? Trời công tử nghĩ đi. Hai năm đi du học, công tử đồ ngon công tử thống hết rồi, công tử cho con hamburger không mà thèm thình và thấy mẹ à. Cho nó đi ăn đi, đưa nước đây. Đưa nước cho công tử. Nè, lương công tử, Red Bull nè, uống vô, nhiều lúc thấy kỳ kỳ ngang, khó chịu đừng hỏi nha. Nè, bữa nay mùng 1 Tết cho mày nghỉ sớm đó, muốn đi đâu thì đi đi, lẹ lên. Cứ biểu đi chơi hoài, không cho tiền đi chơi với ai. Đi đi. Mày đi đi cho nó ghét cái đường là con mày đi. Đi đi. Phá đám không. Thôi mắt mày có mấy cọng lông thôi. Mày đá bậy đá bạ nó rụng hết lấy gì làm vốn. Đừng quên. Chuyện gì? Trời đất ơi sắp tới giờ chia tay rồi. Mày cứ nói hoài buồn quá đi. Trời ơi buồn dĩ nhiên là em làm sao vui được. Khi em sắp sửa xa Lương Huynh. Lương Minh biết không? Bữa nay chắc em phải có một điều muốn tiết lộ bí mật của em nói cho Lương Minh biết. Mày có gì bí mật mới trúng số hả? Cho ít coi. Bà mẹ thằng này sao nó cứ làm đứt cái đường dây lãng mạn của mình không? Lương Minh. Chuyện gì? Hay là tối nay Lương Minh ngủ lại với đại. Giết người! Trời ơi nó giết người! Giết cái gì? Đâu mày, có giết. Mày nghĩ sao vậy? Mày suy nghĩ đi, giường ở trong trường này á, có một cái nào cũng có giường chiếc không à. Tao nằm với mày, mày gác cái đùi lên cho tao tắt thở hả? À? Phải mày giết người không mà mày rủ tao ở lại? Không có, em nói Lương Huynh nghe. Ngủ lại với em đi. Rồi em sẽ nói cho Linh biết cái điều thầm kín của em. Điều thầm kín mày có cái gì đâu mà thầm kín, bao nhiêu nó lộ hết ra người mày rồi. Chuyện gì thầm kín nói đi. Quá. Tao mệt quá, không có tiền, tao đang bực bội đây. Thôi, Lương Huynh không chịu thì thôi. Em đành phải thú thật với Lương Huynh thôi. Nói đi. Chuyện gì? Em không phải là trai.
Trúc Quân Đài của Lương Huynh không phải là trai mà là gái. Lương Huynh không tin hả? Em nói thiệt, cái thằng Tiểu Đồng nó cũng là gái giả trai. Nó theo em lên Kinh Đô để hầu em đó. Ờ, mày đừng nói, tao tưởng chuyện gì bí mật á. Chuyện mày là gái tao biết lâu rồi. Ủa sao Lương Huynh biết? Mày đi tắm mấy lần tao rình hoài chứ vậy. Lương Huynh thấy cái body của em rồi hả? Thấy hết rồi. Thấy front da or back da? Everything on that. Ủa, vậy Lương Huynh không có xúc động nổi máu dê gì hết trơn hả? Bây giờ mày nhắc tao mới xúc động nè. Xúc động mà muốn mửa luôn á. Mày suy nghĩ đi. Mày bây giờ nhà mày có cái gương hay không? Nó gọi là cái mirror gì đó. Nếu không có mày đổ cái thau nước ra mày tự soi mày đi. Nếu mày là một thằng đàn ông mày nhìn thấy con gái như vậy mày có nổi máu dê nổi hay không? Con gái gì mà tướng như kinh công thấy gớm. Em không biết, nhưng mà dòng họ Chúc nhà em á có cái điều lệ là hễ mà ai nhìn thấy thân thể của em á thì người đó phải lấy em làm vợ. Chết mẹ rồi. Cái gì chết? I think I'm wrong. Oh my god. Anh thấy thì anh thấy anh chồng của em. Không sao sao. Chịu rồi ha. Có người cứu mạng rồi. Ai? Tao nói cho mày nghe. Bữa đó mày đi tắm xong hai đứa. Tao đi rình nhưng mà không phải một mình tao mà tao rủ nguyên cả trường rình bị coi con gái. Hả? Trường mình 120 đứa mà có 20 đứa nó ói trước khi nó thấy mày nó chết rồi. Còn 100 đứa thấy mày đứa nào đứa nấy nó cười mà bữa đó xỉu mà thầy nghĩ nó dại luôn á. 100 đứa thấy mày lần, 100 đứa xe cùng với tao thì mỗi đứa chia một chút cũng đỡ. Chứ tao hốt nguyên một đống mỡ này về chắc tao chết. Trời ơi. Như vậy là Chúc bên đài em phải xóa sổ trong khai sanh rồi. Em phải đổi tên thôi. Tại sao phải đổi tên? Em đổi tên là Đoạn Đầu Đài. 100 chồng mà sao em chịu nổi? Tao thấy trong ánh mắt mày có vẻ lộ vẻ vui vui à. Tao nghĩ mày kham nổi mà. Chừa tao ra thôi. Chuyện gì? Nhưng mà 100 thì that's ok. I think I can handle that. Thì gom qua. Thiệt. Công tử Tiểu Thư. Cái gì vậy? Tiểu Thư. Chuyện gì cái vậy? Đứng lên đi. Đứng lên rồi nói. Cái gì? Tiểu Thư. Chuyện gì? Con đã lỡ Lương. Lương mày lỡ cái gì? Nói cho đàng hoàng, khóc không à? Vào một đêm không trăng sao, nhưng suốt đời in sâu lòng người. Mẹ, hát không à? Nói cho lẹ. Dạ. Vào một đêm không trăng không sao. Con với Lương Huynh mới rủ nhau ra bờ hồ để chơi nhậu. Lương Huynh rót, con uống. Rồi ông rót, con uống. Rồi hồi con biết ông cho con uống cái gì nữa. Cái người con đơ này con cử động được. Rồi cả ông bé, ông bồng, bé bồng. Bây giờ con mới biết. Chuyện gì? Con đã có bầu rồi. Lương Huynh. Thì ra 2 năm nay Lương Huynh không thèm để ý em mà lại mê con ở. Lấy nó có bầu. No. Just a minute. Khoan, chờ, tell you something. Wait. Em bệt quá Lương Huynh ơi. Tao thấy tao cũng bệt. Tiểu thơ. Nói nghe nè. Chúc muội đừng có giận Huynh. Bữa hôm đó Huynh cứ tưởng rủ nó đi uống rượu là tại vì tình Huynh để. Đâu có biết nó là con gái đâu. Uống rượu xong, uống quá trời. Uống, nó uống, Huynh uống, nó uống, Huynh uống. Hồi nó ngã cái rặt ra nó xỉu. Bồng về xong tự nhiên thấy nó cấn cấn cái gì kỳ kỳ. Dở ra nguyên con bánh bèo. Trường này con trai mấy không à, làm sao chịu nổi được. Nhưng mà giờ lỡ rồi, lỡ yêu nó luôn rồi. Lỡ rồi. Vui quá. Tao hận hai đứa mày. Đừng hận. Tiểu Thư. Hai người hạnh phúc. Tao cắn lửa tao chết rồi. Ê, đừng. Quay. Cảm động quá. Cắn thiệt rồi nè. Tiểu Thư.
Nói nghe nè. Đừng, bây giờ chút muội đừng chết. Chút muội đừng chết. Mùng 1 Tết đừng nói chết xui xui hiểu không? Bây giờ bây giờ để Quỳnh tính cho. Bây giờ Quỳnh tính nè. Bây giờ dù gì đi nữa nó cũng lỡ rồi, thấy không? Bây giờ lấy một con mén được thì lấy một con voi được, hiểu không? Bây giờ I can't handle that. Nói nghe nè. Bây giờ thôi lỡ rồi, qua đây qua đây. Gì vậy? À, giờ nó lỡ nó có bầu rồi. Bây giờ thì cho nó làm vợ lớn đi. Thôi mặc dù nó nhỏ nhưng nó làm vợ lớn. Mặc dù đây lớn nhưng làm vợ nhỏ, được không? Chịu đi Tiểu Thôi, chịu đi. Không. Tại sao không chịu? Từ chối. Ờ vậy được rồi. Vậy là cuối cùng rồi, không có người hốt mình. Ê, điện thoại. Dạ, 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 em chút. Vui quá. Vậy là khỏe, khỏi cần giấu. Khỏe rồi, không giấu nữa. What? Chút đi nhậu nữa nha. What? Hả? Cái gì vậy? Chuyện gì vậy Mũi? Lương Quynh ơi. Hả, chuyện gì? Muộn màng rồi Lương Quynh ơi. Muộn màng sao? Trễ rồi Lương Quynh ơi. Chuyện gì? Cha mà em đã ép em vô dòng họ mà. Bà ép đúng dòng ghê vậy ta. Mã là ngựa, con này nó vô dòng họ ngựa là đúng à. Vậy là đúng rồi. Quynh nói gì? Thôi ép gả muội cho Mã Văn Tài. Dạ. Trễ rồi. Mình có duyên mà không có nợ luôn Quynh ơi. Trời đất, chúc hai người hạnh phúc đi. Thôi forget bà đi, về lo cho em đẻ đi Lương Quynh. Chúc muội, ta nói cho chúc muội nghe, mặc dù ta không có tình với chúc muội nhưng trong bao năm ở với nhau cũng có cái nghĩa. Ta buồn khi phải xa muội. Chúc. Hả? Cái gì vậy? Lương công tử. Trời. Ấy. Lương Quynh, anh học máu hả? Anh bị bệnh hồi nào vậy? Đâu có, ta mừng quá, ta ho cái nó nhảy ra tiết canh này. Hả? Đồ vô kia nè. Đi ra đây. Đi. Thôi, đi về lo lấy Mã Văn Tài đi. Ở đây, ta thách khen Tiểu Đồng cho. Bye bye nha. Bye. Bye. Hai đứa bay.